Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Mỹ Lợi B của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ đan rộng khoảng 4 mét này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh vườn sầu riêng rất là đẹp luôn nha anh chị. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra đường Ủy ban dân xã Mỹ Lợi A B. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lợi B thì tầm khoảng 1,5 km là tới rồi nha anh chị. Ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ những tiện ích luôn. Nó đặc biệt là đường mình đường ô tô vào tới đất nha. Và cũng từ ngay cái vị trí cái mỹ lộ này mà vô tới cái mảnh đất mình thì tầm khoảng 30 mét nha. Nhưng mà đây là đường ô tô mình vào được nha. Và con đường này là con đường riêng của mình luôn đó nha anh chị. Đó, sau này anh chị có ô tô thì anh chị chạy thẳng vào trong cái đường này được luôn. Đó, anh chị thấy ha. Trong cái video thì em quay vậy chứ thật ra ở ngoài thì 3 mét nha anh chị. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Cho nên cái vấn đề điện nước wifi anh chị an tâm nha. Mảnh này cũng phù hợp cho anh chị gì sau này có thể làm khu nghỉ dưỡng. Hoặc là anh chị làm trang trại gì cũng được. Nhưng mà đặc biệt hiện tại thì mình đang làm vườn, một vườn sầu riêng 6 năm tuổi rồi anh chị ơi. Đang ra hoa luôn rất là nhiều. Đó, ngay trước đường vô của mình thì chủ có làm một cái chòi. Mảnh đất mình thì có hai đường đi lẫn nhau anh chị. Phía sau mình còn một cái đường đi nữa. Nhưng mà đường đi bên kia là đường xe qua lâm nha anh chị. Còn đường đi này thì ô tô mình vào tới trong cái mảnh vườn mình được luôn. Đó ha, ở đây cái chòi để chứa phân thuốc đồ khi mà mình vào vườn mình rải phân thuốc đó. Và đây là cái con đường đi của mình. Và đây là cũng hướng quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 1 giờ 17 phút, khoảng cách là 70 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 28 phút, khoảng cách chỉ có 16 km nè anh chị ơi. Cũng gần vị trí cầu Mỹ Thuận nha. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 2 giờ 7 phút, khoảng cách là 112 km. Đó, 112 km lận nha anh chị. Tại mình về gần tới cầu Mỹ Thuận luôn. Rồi anh chị sau này qua Vĩnh Long rồi nó gần. Bây giờ để xem sẽ di chuyển vào bên trong vườn sầu riêng 6 năm tuổi cho anh chị mình xem. Nó nhưng mà cái đường đi vô của mình thì nó nằm ngay cái gần với cái đoạn giữa. Nó đây là nhìn thẳng vô là cái chiều sâu của mình là khoảng 45 m đó anh chị. Đó, mình đi thẳng xuống đó là 45 m. Còn cái cạnh bên đây mình đi thẳng ra là 180 m. Nó còn cái cạnh phía bên đây mình đi thẳng vô là khoảng 150 m nha anh chị. Cho nên cái cạnh này tính ra cái chiều dài của nó là tới tới 330 m lận. Nhưng mà phía bên kia mình có đác dưỡng lợn nha. Rồi cái phía sau của mình lát em mới ra cái chữ L được. Tại vô ngay khúc giữa nó hơi khó giới thiệu anh chị ơi. Nhưng mà tổng diện tích hết đất của mình luôn là tới 2 mẫu đất lận anh chị ơi. Vườn sầu riêng rất là tốt nha. Nhưng mà ở đây anh chị nếu mà anh chị mua 1 mẫu thì chủ cũng vẫn bán nha. Là 10.000 m² thì chủ sẽ bán cho anh chị 10.000 m². Còn anh chị mua 20.000 m² thì chủ cũng vẫn bán 20.000 m² nha. Đặc biệt là sầu riêng của mình là 6 năm tuổi mới cho tới đầu tiên luôn. Có tầm 2 loại. Sầu riêng mỏng thon và ghi 6 nha anh chị. Đó anh chị thấy nè, đang ra hoa luôn. Đó, hoa quá trời luôn. Cây nào cũng vậy nha anh chị, vụ đầu tiên luôn. Cho nên chủ cần tiền làm ăn hay gì thì em không biết, nhưng mà chủ cần bán gấp á. Giá chỉ có 700 triệu cho 1.000 m² à.
Nhưng mà một mẫu như vậy thì 7 tỷ nha anh chị. Mà chủ đang bán hai mẫu thì 14 tỷ. Mà nếu anh chị muốn mua một mẫu thì chủ sẽ bán cho anh chị một mẫu. Một mẫu trở lên chủ mới bán nha anh chị. Một mẫu như vậy là 7 tỷ. Mà anh chị được hưởng khoảng 250 gốc sầu riêng cho một mẫu. Hai mẫu thì 500 gốc sầu riêng. Mà sầu riêng hiện tại thì đang có giá. Nếu anh chị mua làm vườn thời gian thì anh chị có thể làm trang trại hay làm gì thì mình cũng có thể gửi vốn đâu được. Nhưng mà chủ yếu là đất nha anh chị. Đất mà đường ô tô vào tới đất mình được luôn, mà giá chỉ có 700 triệu cho 1.000 mét vuông. Thì mà một vườn sầu riêng rất là đẹp như vậy, em nghĩ cũng rất là phù hợp luôn. Nếu nhìn chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Mỹ Lợi B của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem cái mảnh vườn sầu riêng này. Rồi anh chị có thể gặp luôn chủ để có thể thương lượng thêm gì giá cả luôn nha anh chị. Bởi vì giá trị tiền của mình thì khá là lớn. Một mẫu tới 7 tỷ lận. Mà mình bán hai mẫu thì tầm khoảng 14 tỷ lận. Ở đây đất mình thì cao ráo sạch đẹp, không có mồ mả gì hết. Nhưng mà anh chị thấy dùng đất nó rất cao không? Cái ao thì rất là nhỏ. Mà cái líp thì bự, cái mô thì cũng cao nha. Cho nên mảnh này trồng sầu riêng rất là lý tưởng luôn. Cho những anh chị nào mà thích ăn sầu riêng, thích trồng sầu riêng nữa. Đó, cái cạnh bên đây thì em đang đi vô cái cạnh 150m nè. Tại mình vô ngay cái đoạn giữa, gần với giữa cái vuông mình. Cho nên là em khó giới thiệu cái chiều ngang, rồi cái chiều dài. Nếu mà mình tính chung thì nó giống như nó có cái chữ L nữa anh chị. Cái góc trong của mình nè là 45m. Nhưng mà cái phía góc cái chốt ngoài của mình tới 115m lận nha anh chị. Để lát nữa em đi cái cạnh bên kia, các em chỉ cho anh chị xem cho nó dễ hình dung luôn. Đó là cái cạnh này nè. Mình chạy thẳng ra là 276m. Rồi mình đá xuống cái chữ L là 76m nữa. Rồi mình mới đi sâu tiếp là 62m nữa nha. Nhưng mà cái giá trị lớn thì lúc nào anh chị cũng phải gì à? Xem thực tế. Rồi anh chị mới quyết định được. Cho nên thì em giới thiệu chung chung. Tại cái mảnh mình hiện tại thì tới hai sổ lận nha anh chị. Cho nên là phía bên kia nó có một sổ, và bên kia nó có một cái đường xe qua lâm đi được luôn. Đó, anh chị thấy không, sầu riêng rất là xum xê luôn. Có những cây rất là to. Giá chỉ có 700 triệu cho 1.000 mét vuông. Mà anh chị sở hữu ngay cái mảnh vườn sầu riêng 6 năm tuổi này. Tại do cái mảnh đất lớn cho nên tiền nó khá là nhiều nha anh chị. Chứ nếu mà đất mà tầm 5-3 công thì dễ bán. Nhưng mà này phải cần phụ thuộc vào tài chính của mỗi người. Cho nên anh chị nào có tiền lớn thì mới mua mảnh này được. Tại chủ bán một mẫu tới lên chủ mới bán, chứ dưới một mẫu chủ không bán nha anh chị. Hiện tại em đang đi cái cạnh đi sâu xuống là 276m đó anh chị. Rồi xuống một đổi như này luôn mình mới đá ra cái chữ L cái nữa là đi 76m. Rồi đi sâu xuống thêm là 62m. Đó, anh chị thấy có mấy cây thì trước đây cũng đã cỗi, không biết bị gì, chắc nó chết hay gì đó. Người chủ có dặm lại. Hai mẫu vườn sầu riêng 500 gốc, hai loại sầu riêng mỏng thon và ghi sáo. Nếu nhìn chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị hãy liên hệ cho xem dẫn anh chị đến xem. Rồi được thì anh chị mua nha. Nhưng mà kế giáp ganh á, của cái người em á anh chị, cũng đang bán hai mẫu luôn. Cho nên anh chị nào mà muốn tài chính cao, vì anh chị trồng sầu riêng rồi sau này anh chị có vựa sầu riêng thì anh chị mua 40 mẫu luôn. 40.000 mét vuông thì có luôn, tức là 4 mẫu đó anh chị.
thì nó giáp ranh liền với cái chủ đất bên đây luôn. Cũng giá 700 triệu cho 1.000 mét vuông. Coi như là nếu mà anh chị mua hết là 4 mẫu liền kề. Thì nó ra tới 4 sổ lận nha anh chị. Còn nếu anh chị mua chủ bên đây không, 2 mẫu thì có 2 sổ. Còn hiện tại thì em đang quay cái mảnh vườn 2 mẫu nha anh chị. Đó, sầu riêng của mình rất là tốt luôn anh chị ơi. 700 triệu một công đất vườn sầu riêng. Mình có 20 công thì tầm khoảng 14 tỷ anh chị. Đó anh chị thấy ha, vừa rồi là em đi hết cái chiều sâu 276 mét. Và cái chiều sâu này là đi sâu xuống đá chuyên là 76 mét nữa nè. Xuống dưới đó là mình đụng cái đường xe qua lâm nữa nha anh chị. Rồi từ ngay cái mí chót đó đó mình đá ra ngoài nữa là 62 mét. Nó còn cái góc ngoài đó thì nó sâu tới 115 mét lận. Nói chung là anh chị phải về xem thực tế thì nó mới dễ hình dung anh chị ơi. Mình có 2 sổ nha anh chị. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí là xã Mỹ Lợi B của huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem để đến xem cái mảnh vườn sầu riêng này. Được thì anh chị có thể mua. Chủ bán từ 1 mẫu trở lên, 1 mẫu cho đến 2 mẫu. Mình có 2 đường đi. 1 mẫu là 7 tỷ, 2 mẫu là 14 tỷ nha anh chị. Còn anh chị muốn mua thêm nữa thì liền kề có 2 mẫu của người em cũng đang kêu bán luôn. Nếu anh chị mua là 4 mẫu á, như vậy nó ra 28 tỷ. Mà giá này còn về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng nha. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ xem cũng xin chào anh chị.